Dùng một cái ốp đắt tiền nó cũng giống như dùng bao cao su của Gucci hay là Louis Vuitton ấy các bạn. Nếu chúng ta sử dụng loại bình thường ấy thì nó hỏng, chúng ta có thể vứt đi sử dụng cái mới. Nhưng mà nếu chúng ta sử dụng cái đắt tiền quá thì đôi khi là chúng ta sẽ mang ra rửa hoặc là luộc nước sôi để lần sau dùng tiếp. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mọi năm thì khi mà mình mua iPhone mới thì mình sẽ có xu hướng là lựa chọn những cái loại ốp nó rẻ, nó nhiều màu sắc một chút để thỉnh thoảng mình thay đổi cho nó đỡ chán. Với cả mua nó rẻ thì mình thay thì mình cũng cảm thấy đỡ tiếc đấy các bạn. Thế nhưng mà với chiếc iPhone 13 Pro Max này thì mình quyết định là thay đổi cái thói quen sử dụng đấy của mình, là mình sẽ đầu tư một con ốp chính hãng của Apple. Và đây là ốp Max xếp trong của Apple luôn các bạn. Và hồi đấy mình mua với mức giá là khoảng trên 1 triệu. Thật ra thì đây cũng không phải là lần đầu tiên mình sử dụng một cái ốp gọi là chính hãng đến từ Apple. Trước đây thì mình cũng đã từng sử dụng một cái ốp da dành cho iPhone 11 Pro, nhưng mà nói thật với các bạn là cái ốp đấy nó xuống cấp rất là nhanh, rất dễ bị xước, và đến thời điểm bây giờ nó còn lòi luôn cả cái khung kiểu kim loại ở phía bên trong ra rồi, nên mình đã có một cái ấn tượng không hề tốt với cái ốp da của Apple. Cái MagSafe này cũng vậy, chúng ta sẽ có thêm hai option nữa là da và silicon. Thế nhưng mà da thì mình có ấn tượng quá xấu rồi á, silicon thì mình thấy cũng bình thường. Thế nên mình quyết định lần này chọn một cái ốp trong, nhìn nó giống như là bao chiếc ốp trong khác ở ngoài kia để muốn thử xem mà sử dụng lâu dài thì nó có gì khác biệt hay không, và liệu nó có xứng đáng với số tiền đấy hay không. Và sau 1 năm sử dụng thì đây là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn. Và tất nhiên dùng ốp MagSafe thì mình sẽ review luôn cả xà MagSafe nữa. Thế nên là các bạn đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi. Trước khi bắt đầu video thì chúng ta sẽ lại như thường lệ nhỉ, 4 phút 20 giây dành cho quảng cáo. Rất cảm ơn Samfinet đã đồng hành với mình trong video ngày hôm nay. Và nếu như các bạn đang có nhu cầu mua những chiếc iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max, đặc biệt là 13 Pro Max nhá, đang có chương trình cực kỳ hấp dẫn. Chỉ có hơn 27 triệu thôi là chúng ta có thể mua được rồi, và có cả chương trình thu cũ đổi mới nữa. Ngoài ra thì nếu như các bạn muốn mua những chiếc ốp MagSafe hay là sạc MagSafe giống như mình thì Samfinet cũng đang có những chương trình với mức giá cực kỳ ưu đãi cho carbon phụ kiện. Mình sẽ để đường link ở ngay phía bên dưới nhá. Rồi, vào thẳng vấn đề luôn, sau gần 1 năm sử dụng chiếc ốp trong của MagSafe này thì tình trạng nó như thế nào? Đây, mình sẽ show cho các bạn. Rồi, các bạn nhìn nhá, này, này, nứt này, bụi này, đấy, nhìn ố vàng này, đấy, các bạn nhìn này, đấy, xước răm tòe loe rồi, rõ rõ cả những cái vết bụi các thứ ở đây. Thì nói chung là sau khoảng gần 1 năm sử dụng thì kể cả các ốp của bạn có mua đắt tiền đến bao nhiêu và các bạn phá nó giống như mình sử dụng cái máy này, mình rơi khá là thường xuyên đấy, thì nó cũng sẽ xảy ra tình trạng như thế này thôi. Và nhưng mà có một cái mà mình cảm thấy khá là hài lòng khi mà mình sử dụng chiếc ốp này trong thời gian lâu dài là nó bảo vệ được chiếc máy của mình khá tốt. Những cái vết xước, những cái vết nứt ở đây thì nó chỉ là nằm ở vỏ thôi. Nhưng mà những cái vết xước này thì là nó nằm ở dưới cái lớp bên ngoài, tức là khi mà chúng ta sờ vào những cái vết nứt, vết xước này thì nó sẽ không tạo cảm giác gợn gợn hay là sẽ bị cắt vào tay của chúng ta đâu. Và thậm chí là máy bên trong của mình thì vẫn ổn, vẫn hoàn toàn bình thường, không có bất kỳ một cái vấn đề gì cả. Thì có lẽ là cái chức năng bảo vệ máy của chiếc ốp MagSafe này thì mình đánh giá nó khá tốt, ngon lành, sử dụng sau 1 năm này đã test được rồi. Thế nhưng mà chúng ta cũng sẽ phải chấp nhận rằng là kể cả chúng ta bỏ ra hơn 1 triệu thì nó vẫn sẽ xuống cấp như bình thường thôi các bạn. Qua tìm hiểu của mình ý, thì con ốp này thì được làm từ một loại nhựa là nhựa polycarbonate. Và cái loại nhựa này thì nó sẽ đắt tiền hơn một tí so với cả những cái loại nhựa ví dụ như là TPU hay là sử dụng cái chất liệu silicon chúng ta thường thấy ở những cái loại ốp mà trong khoảng 50-100 ở ngoài kia. Cái nhựa polycarbonate này ý, thì về cái bản chất nó sẽ cứng hơn so với cả nhựa TPU. Thế nhưng mà nó sẽ dễ bị xước hơn so với cả TPU. Và nếu như mà so về cái khả năng chịu nhiệt, chịu va đập thì nó cũng sẽ kém hơn. Đó là lý do vì sao khi mà mình rơi điện thoại thì nó sẽ xuất hiện những vết nứt rất là dễ dàng. Đôi khi còn rơi nhẹ một cái thôi là đã có thể xuất hiện những vết nứt ở ngay đây rồi. Thế nhưng mà quan trọng là ốp bị nứt thôi, chứ còn máy thì vẫn không làm sao cả. Đây, các bạn nhìn này, lắp ốp vào vẫn sẽ có hiệu ứng xịn sò giống y hệt những cái ốp MagSafe khác. Thì mình sẽ chia sẻ thật với các bạn nhé, là khi mà mình mua cái ốp này mình cũng rất là lăn tăn. Mình cũng rất là sợ là nếu mà mình mua nó về mà cũng cảm giác là không xứng đáng 1 triệu thì mình rất là tiếc. Thế nhưng mà ngay khi mà mình bóc cái ốp này ra khỏi hộp và mình sờ nó, cái chất liệu nhựa ở trên tay, thì nói thật với các bạn là thực sự đây là một cái ốp thực sự đúng hiểu vì sao nó đến 1 triệu. Sờ nó rất là sướng, sờ nó rất là xịn và có thể cảm nhận được nó là một cái loại hàng cao cấp hơn những cái loại 50-100 ở ngoài kia. Các bạn hoàn toàn có thể cảm nhận được ngay trên tay luôn. Nhưng mà tất nhiên thì chúng ta cũng sẽ phải quan trọng là đây là liệu nó có bền không và sử dụng một thời gian thì nó có bị ố vàng nhiều không. Các bạn có thể nhìn thấy ở ngay đây. Đây các bạn nhìn thấy này, ở cái nút tăng giảm âm lượng này, ố vàng này, nút nguồn này, ố vàng này, đó. Và khi mà chúng ta hơi nghiêng nghiêng máy một tí thì chúng ta có thể cảm nhận được có một cái sự hơi vàng nhẹ ở trên cái ốp này. Thật ra thì hai cái nút tăng giảm âm lượng cũng như là nút nguồn này thì là những cái nút mà chúng ta sẽ sờ vào rất là nhiều. Và chắc chắn là nó sẽ lưu lại rất là nhiều mồ hôi của chúng ta và nó sẽ biến đổi cái màu sắc, thì đó là hoàn toàn bình thường. Thế nhưng mà cái bản chất cái nhựa polycarbonate này thì nó sẽ đỡ bị ố màu hơn so với nhựa TPU hay là silicon. Silicon đôi khi sử dụng một thời gian được tiếp xúc với oxy, bị oxy hóa, ánh nắng các thứ thôi là nó vàng khè rồi. Còn với chiếc ốp này thì từ cái phần viền cho đến cái phần mặt lưng, đặc biệt là phần mặt lưng nha các bạn, thì nó vẫn giữ được cái độ
trong sau gần 1 năm sử dụng. Nó có ố nhẹ đi một tí thôi nhưng mà về cơ bản là nó vẫn trong và vẫn nhìn rất là rõ. Thì đây là một cái điểm mà mình khá là thích ở trên cái ốp này. Có một cái lý do nữa mà mình lựa chọn cái ốp MagSafe này là bởi vì mình cũng đã test thử qua một số những cái loại ốp MagSafe ở bên thứ ba khác. Thì mình cảm giác là cái ốp zin này của Apple ấy, thì về cái lực hút MagSafe của nó thì mình cảm giác nó yên tâm hơn khá là nhiều. Cảm giác nó chắc hơn. Còn với những cái loại ốp bên thứ ba thì đôi khi là cái sự chắc chắn này thì nó đâu đấy được khoảng 80% thôi. Nói tóm gọn lại thì với con ốp hơn 1 triệu này thì mình thấy rằng là về cái thiết kế đúng, nhìn nó chả khác quái gì những cái ốp mà kiểu 50, 100, 200 ở ngoài kia cả. Nhưng mà qua cái quá trình sử dụng gần 1 năm nay thì mình thấy rằng là nó khả năng bảo vệ tốt, khả năng giữ độ trong tốt và tất nhiên thì nó vẫn sẽ bị ố vàng như bình thường. Nói chung là nếu như chúng ta là một cái người mà muốn mua một cái gì đấy nó thật là đắt và nó có thể sử dụng được lâu dài thì mình nghĩ rằng là những cái ốp trong của MagSafe này có lẽ là khá là đáng để chúng ta lựa chọn. Còn nếu như bạn là một người mà thích sự thay đổi thường xuyên, kiểu hay mua ốp để trang trí cho điện thoại thì có lẽ là các bạn cũng thể lựa chọn những cái bên thứ ba thì nó sẽ ok hơn. Hoặc các bạn muốn thay nhiều loại ốp thì chúng ta cũng sẽ đỡ tiếc tiền hơn là lựa chọn những cái loại ốp như thế này. Chính ra làm giàu cái Apple dễ nhỉ, bán điện thoại xịn xong rồi cứ bán mấy cái ốp rồi mấy cái phụ kiện nhìn có vẻ đều đều ấy, giàu ngay đấy. Thế có một vài hãng mà tự nhận mình đàn anh của Apple mãi mới giàu gì cả. Review ốp MagSafe thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải review cả sáng MagSafe nữa. Cái chiếc MagSafe này thực ra thì nó được ra mắt trước đây 1 năm rồi cùng với cả iPhone 12 series và mình cũng đã có một cái bài test nhanh về nó. Thì về cơ bản con này thì sẽ có một số những cái điểm trừ. Thứ nhất là nó sẽ hơi nóng và thứ hai nữa là khi mà sử dụng với một số những cái loại sạc trên 20W nhưng mà là đời cũ của Apple thì nó lại không kích được toàn bộ cái công suất sạc nhanh. Hồi đấy thì mình có chê nó nhưng mà mình quyết định là mình muốn sử dụng nó lâu dài để mình đánh giá thêm về cái trải nghiệm sử dụng nó hàng ngày thì liệu nó có tiện lợi hay không. Thì mình đã quyết định là sử dụng chung nó với một cái cục sạc là 20W. Thì lúc này thì toàn bộ các cái công suất sạc của nó thì đều rất là ổn định rồi. Vậy thì sử dụng con này thì sao? Đây, đầu tiên thì phải nói về cái chất lượng hoàn thiện, được làm từ nhôm, làm rất đẹp, rất chỉn chu. Nhưng mà chính là bởi vì làm từ nhôm, thế nên là khi mà sử dụng cái sạc này mà gọi là sử dụng cách thoải mái giống như mình ấy thì chúng ta sẽ đến một cái hiện tượng được gọi là móp các bạn. Đây, không biết các bạn có thể nhìn kỹ ở trên này không nhưng mình đã xuất hiện một số những cái vết móp ở xung quanh như thế này rồi. Thật ra thì cái việc móp là việc hoàn toàn có thể xảy ra bởi vì khi các bạn sử dụng cái sạc MagSafe này ấy, thì có thể một ngày đầu thì các bạn thấy nó đắt thì các bạn giữ nó thôi nhưng mà đến khoảng độ 1-2 tháng sau là các bạn quen là các bạn vứt nó như kiểu rác ấy. Nói thật là những ngày đầu tiên mình sử dụng thì mình như này, mỗi lần sạc xong là mình nhấc ra rất nhẹ nhàng mình để lên trên bàn. Nhưng mà đến một thời gian sử dụng thì mình chỉ có thế này thôi các bạn ạ, cho nó nhanh. Sau gần 1 năm sử dụng thì mình cũng phải công nhận rằng là Apple đã có một cái sự kết hợp rất hay ho giữa sạc có dây và sạc không dây và đẻ ra cái MagSafe như thế này. Tại sao gọi là sự kết hợp như thế? Bởi vì nó tiện giống như một cái sạc không dây của các bạn. Các bạn chỉ cần đặt vào đúng chỗ nó sẽ tự hút và chúng ta không cần phải làm thêm một cái gì nữa. Đôi khi là những gì các bạn cần làm là các bạn để cái sạc ở đây và các bạn úp cái điện thoại lên, đôi khi là kiểu di chuyển tí cho nó đúng thôi và nó sẽ tự sạc luôn. Thế nhưng mà nó sẽ không bị giống như là những cái loại sạc không dây là chúng ta không thể vừa dùng vừa sạc được, nó vẫn có dây bình thường và chúng ta vẫn có thể cầm lên để chơi game, để sử dụng vào lướt Facebook các thứ. Và quan trọng là cái sạc này nó có thể xoay cái dây được, thế nên là chúng ta tránh được cái tình trạng là bị vướng giống như là chúng ta sử dụng sạc có dây bình thường, nó sẽ bị vướng, bị cấn cấn ở đây này, sử dụng nó sẽ hơi khó chịu. Còn cái sạc này rất là thoải mái, đây như mình đang sử dụng, cầm như một cái máy bình thường, như đang không sạc luôn. Tuy nhiên có một cái mình muốn lưu ý cho các bạn là các bạn đừng mong chờ cái này nó sạc nhanh, nó không nhanh đâu các bạn. Chỉ là Apple gọi nó là sạc nhanh 15W bởi vì nó nhanh với Apple thôi. Chứ nếu chúng ta đối chiếu với cái mặt bằng chung trên các smartphone hiện nay thì 15W đâu phải là nhanh đâu, đúng không? Và qua một cái thời gian sử dụng thì mình đo rất là nhiều rồi, thì khi mà mình sạc lên từ khoảng độ 20% lên 100% ấy qua đêm, thường là sạc qua đêm chắc chắn rồi, thì nó sẽ mất đâu đấy là khoảng độ 3 tiếng, gần 4 tiếng 3 tiếng rưỡi để có thể full được cái chiếc iPhone 12 Pro Max này. Lý do tại sao? Tại vì là cái sạc này là sạc MagSafe, nó vẫn theo cái chuẩn chi và cái chuẩn chi này thì nó vẫn rất là nóng các bạn. Và theo như Apple công bố thì khi mà chiếc sạc này nó đạt đến cái nhiệt độ mà nó cảm thấy là hơi bị nóng quá rồi thì nó sẽ tự động dừng ở mức là 80%. Như các bạn có thể thấy hình ảnh ở trên màn hình thì cái phần 80% được giữ rất là lâu và sau đấy thì nó mới kích hẳn lên 100% đấy các bạn. Vậy nên nếu như chúng ta sử dụng cái sạc này là để sạc nhanh, để cần gấp sử dụng trong những cái trường hợp mà gọi là khẩn cấp ấy thì mình nghĩ rằng là nó không phù hợp lắm đâu. Nên cắm dây thì vẫn ok hơn. Cái này nó sẽ phù hợp để chúng ta sạc vào buổi đêm, sạc qua đêm. Tức là mỗi một ngày về chúng ta muốn có một cái trải nghiệm sạc nó rất là tiện lợi, kiểu đặt một phát là xong này, cầm lên sử dụng không bị cấn tay này, thì nó sẽ đáp ứng rất là tốt. Còn lại về tốc độ sạc thì mình vẫn chưa đánh giá cao cái sạc MagSafe này.
nó vẫn rất là nóng và cái thời gian sạc của nó lên tận là 3 tiếng rưỡi thì mình nghĩ rằng là đây không hề phù hợp để chúng ta gọi nó là một cái sạc nhanh. Chốt lại, sau gần 1 năm sử dụng, liệu những cái món phụ kiện này có đáng để chúng ta đầu tư và mua nó hay không? Thì với quan điểm cá nhân của mình và từ cái trải nghiệm cá nhân của mình thì mình cho là đáng. Tại vì những cái món đồ này mặc dù cái giá mua ban đầu rất là cao, thế nhưng mà về cái trải nghiệm mà nó mang lại ấy, thì mình nghĩ rằng là các bạn sẽ cảm thấy nó sẽ phù hợp với giá tiền theo thời gian. Như cái ốp MagSafe này, ngay từ đầu bóc ra chúng ta thấy là nó không khác gì những ốp trong bình thường. Thế nhưng mà qua gần 1 năm sử dụng, cái việc mà nó ít ố vàng, cái việc mà nó bảo vệ tốt cho máy của chúng ta và cái việc mà nó có những cái vết nứt nhưng mà lại không nằm ở phía bên ngoài mà lại nằm ở phần giữa để giúp cho cái việc mà chúng ta sử dụng cầm tiếp cái ốp này hàng ngày nó không bị cảm giác bị cấn hay là bị xước vào tay của chúng ta, thì đấy là những điểm mà mình cho là hay ở trên cái ốp này. Tuy nhiên cái điểm trừ của nó đó chính là giá hơi cao, với thêm một cái điểm nữa là những cái ốp trong như thế này ấy, thì khi mà bụi lọt vào trong máy thì nhìn rất là rõ và chúng ta sẽ phải vệ sinh thường xuyên hơn. Còn với MagSafe này thì nếu như các bạn là một người quyết định mua rồi và sẽ sử dụng nó mà không quan tâm đến cái giá tiền mua nó thì mình nghĩ là nó sẽ khá là đáng. Chúng ta cứ sử dụng nó như một cái sạc bình thường thôi. Các bạn cắm vào sạc, đến lúc mà các bạn đi các bạn chỉ cần thò một cái ngón tay các bạn đẩy ra là xong. Và các bạn sẽ chấp nhận cái việc là nó sẽ bị móp. Thật ra là nó sẽ có nhưng mà không quá nhiều đâu các bạn. Mình làm rơi nó rất là nhiều như ban nãy mình vừa show cho các bạn rồi đấy. Thì nó cũng không hề bị cảm giác là nó sẽ bị kiểu nhìn nó bị tởm hay là như thế nào đâu. Nhìn nó vẫn rất là ổn bình thường khi chúng ta nhìn kỹ vào mới thấy những cái vết lõm này thôi. Nhưng mà cũng cần phải nói rằng là mặc dù Apple công bố là sạc nhanh nhưng cái sạc này không nhanh đâu các bạn. Nó sẽ sạc rất là lâu và chỉ phù hợp để chúng ta sạc qua đêm thôi. Sạc nhanh hãy chọn sạc có dây, nó vẫn ok hơn rất là nhiều. Và đó là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn về hai món phụ kiện mình đã sử dụng trong gần 1 năm vừa qua. Ốp và sạc MagSafe chính hãng đến từ Apple. Và nếu như các bạn đang quan tâm đến những sản phẩm này cũng như là iPhone 13 Pro Max hay thậm chí là iPhone 13, 13 Pro thì các bạn có thể tham khảo tại Savonet, mình sẽ để đường link ở ngay phía bên dưới nhá. Rất nhiều chương trình hấp dẫn, rất nhiều giá ngon đang đợi anh em đấy. Vậy thì cuối cùng các bạn nghĩ sao? Các bạn nghĩ rằng là liệu các bạn sẽ bỏ ra khoảng độ hơn 1 triệu cho cái này và hơn 1 triệu nữa cho cái này để sử dụng lâu dài hay không? Hãy để lại ý kiến cho các bạn phần comment ngay phía bên dưới nhá. Rất cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu thấy hay đừng quên là like, share cũng như là subscribe của kênh của mình. Còn bây giờ thì xin chào. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.